chúng ta sẽ cùng nhau tô bức tranh một chiếc ô như này. Thank you.
xong bức tranh của con mao cung cấp như thế này. Cảm ơn cả nhà đã xem video tô tranh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tô tranh tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với kênh tô tranh của mình. Hôm nay cả nhà cùng tô một bức tranh, đấy là một con siêu nhân nhện và vừa rồi thì mình vừa cùng cả nhà tô xong bức tranh chiếc ô như này. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video tô tranh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.